The Glacia, tâm điểm vàng đắt giá ngay cửa ngõ khu đông Sài Gòn. Sở hữu vị trí đắc địa gần nút giao cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, liên kề mặt tiền đại lộ Võ Chí Công thuộc đường Vành Đai 2, dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Di chuyển đến The Glacia dễ dàng theo trục đường tiếp nối từ cao tốc xuống Võ Chí Công, rẽ phải từ khu căn hộ Safira và đi theo bảng chỉ dẫn. Một điểm đến mở ra muôn vàn kết nối với hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ. Từ The Glacia chỉ mất 20 phút di chuyển đến quận 1, 10 phút đến Thủ Thiêm, Thảo Điền hay khu đô thị Phú Mỹ Hưng. The Glacia cũng kết nối nhanh chóng và thuận tiện đến các khu vực trọng điểm khác của khu đông như đại đô thị Global City, khu trung tâm công nghệ cao, khu trung tâm hành chính thành phố Thủ Đức. Tọa lạc nơi trái tim thành phố Thủ Đức, The Glacia được ví như trung tâm của các trung tâm khi kết nối nội đô thuận tiện, đón đầu cơ hội gia tăng giá trị tài sản bất động sản từ loạt công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia liên kề. Không chỉ thừa hưởng hệ thống hạ tầng hiện đại, lựa chọn The Glacia còn là gia nhập cộng đồng cư dân văn minh thuộc các cụm dự án đã bàn giao sổ hồng và đi vào hoạt động, được phát triển bởi tập đoàn Khang Điền như khu căn hộ Safira, cụm dân cư Mega Ruby, Mega Sapphire, Mega Residence, khu biệt thự Lucasta, khu nhà liên kế và biệt thự cao cấp Verosa Park. Tận hưởng một cuộc sống đáng mơ ước với thế giới tiện ích phong phú thuộc quần thể dự án Khang Điền và các dãy shop house thuộc các dự án lân cận. Trong vòng bán kính từ 1 đến 3 km, dễ dàng kết nối với các khu vực liền kề từ hệ thống trường học các cấp từ công lập đến quốc tế như Đại học Fulbright, Trường Quốc tế Mỹ, Trường Quốc tế Úc, Mầm non Blue Sky, hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe tiên tiến như Bệnh viện Victoria Healthcare, Bệnh viện Quốc tế Mỹ AIH, Bệnh viện quận 2 Lê Văn Thịnh. Chuỗi tiện ích mua sắm và giải trí đa dạng đáp ứng nhu cầu cho mọi lứa tuổi như An Nam Gourmet, Co-op Food, siêu thị Mega Market An Phú, trung tâm mua sắm Estella Place. Sống đầy an tâm, sống luôn phát triển, sống giàu trải nghiệm, sống đa kết nối. Tất cả chỉ trong một bước chân tại The Glacia. Hoàn thiện pháp lý và xây dựng, sẵn sàng chào đón chủ nhân từ tháng 10 năm 2022. The Glacia, tự hào được phát triển bởi tập đoàn Khang Điền.